Xin kính chào quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Hôm nay thì dù mai của bạn Nam có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống bên vườn của bạn Nam của chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Mức giá chỉ từ 200.000 đến 250.000 một cây, bao phí vận chuyển toàn quốc. Mong cô chú anh chị ủng hộ ha. Có hôm nay có lên là siêu bông Sài Gòn nè cô chú anh chị. Rồi cúc thợ hương ha, cúc VIP, cúc bi ha cô chú anh chị ha. Giá cũng rất là hữu nghị, mong cô chú anh chị xem hợp nhãn thì ủng hộ cho bạn Nam nha. Không mất thời gian nữa mình gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Mình chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn nha, chào quý cô chú anh chị gần xa ha. Hôm nay tiếp tục đến kênh cũng giao lưu một lô cúc họ hương, cúc siêu âm Sài Gòn và cúc VIP nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi giờ một cây clip tầm mã số 51k và một cây cúc họ hương luôn. Rồi. Đây cây này mình cũng có vấn đế hết nha. Rồi. Rồi quanh thân là được 7. Cây nào cũng có đế hết cô chú anh chị cứ an tâm nha. Chiều cao 54, tàn kẹo. Tấn 55. Rồi cây mã số 51k, em xin giao lưu giá là 220.000 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi mã số 52k. Rồi 52k cũng là một cây cúc họ hương luôn, đế bí luôn nè. Rồi. Cũ luôn cô chú anh chị ha. Rồi mình thân là được 7. Rồi. Chiều cao 58, tấn được 58. Rồi cây cúc họ hương giao lưu với cô chú anh chị mình giá là giá 220 luôn. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 53k là một cái cúc VIP đế bí luôn. Rồi nguyên củ đế nè cô chú anh chị ha. Rồi bình thân là được 8. Rồi chiều cao 58, tán ngang 57. Rồi cái cúc VIP giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 220.000 luôn. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 54k. 54k cúc vạn thọ hay bạn ha. 54k là một cây cúc vạn thọ đế cũ nè cô chú anh chị, quá chừng cái cũ luôn, vàng ươm luôn, củ bí nè, 1 muối, 2 muối, 3 muối, 4 muối nha. Rồi củ đế liền có 100% nha cô chú anh chị, gốc này to ha. Rồi bình thân là được 8 nè. Rồi củ này đếm ra tổng tổng cho cô chú anh chị mình xem nha, củ là được 22 á, chiều cao là được 55, tán ngang là được 62. Rồi rồi cây cúc vạn thọ giao lưu của chú anh chị mình giá là 280.000 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi rồi tiếp theo cây mã số 55k. Rồi cũng là một cây cúc bi luôn của chú anh chị, bi này cũng có cũ luôn, nguyên cũ luôn ha. Rồi thông số luôn mà chủ ơi. Bạn ơi. Rồi bình thân là được 7. Rồi chiều cao là được 49, tán ngay 50. Rồi rồi cái gốc bi này giao lưu của chú anh chị mình giá là 250 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 56k cũng là một cây cúc không nhụy nha cô chú anh chị. Rồi. Cây gì bên em, cây này cũng có quấn đế hết. Rồi nguyên cái đế nằm cô chú anh chị ha. Bình thân là 7. Rồi. Chiều cao 47, 45. Tán ngang 47. Rồi. Rồi cây cúc không nhụy mã số 56k. Giao lưu với cô chú anh chị giá là 180.000 thôi. Rồi, giá toàn bộ bao ship hết các bạn ha. Đúng rồi. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 57k cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị ơi. Siêu bông Sài Gòn lá lớn nha. Rồi liền cốt của chú anh chị ha. Bình thân là được 8. Rồi chiều cao 50, tán ngang 50. Rồi cây siêu bông Sài Gòn này giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá là 250.000. Rồi mã số 57k. Rồi tiếp theo cây mã số 58k. 58k là một cây siêu bông Sài Gòn của chú anh chị. Cụ đế bí luôn. Bí tròn luôn. Liền cốt nha cô chú anh chị. Rồi, bình thân là 8. Rồi. Chiều cao 54. Tán ngang là được 49. Rồi. Rồi cái siêu bông Sài Gòn đó lớn, mã số 58k. Giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 250.000 luôn. Rồi, đổi cây. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo là mã số 59. 59k cũng là một cái siêu bông Sài Gòn lá lớn luôn. Cây này cũng đế nè cô chú anh chị. Vàng ươm luôn. Là cái này em không có xài cho ông. Nguyên củ bự luôn cô chú anh chị ha. Cái này đó em bón bí mà nó liền lại. Bình thân là được 9. Rồi. Củ đế đặt là được 16. Chiều cao là được 42. Tán ngang là được 56. Rồi. Rồi cái siêu Sài Gòn lá lớn này vô với cô chú anh chị ha. Mã số 59k là 290.000 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi mã số 60k. Rồi 60k giao lưu với chú anh chị mình cũng là một cây cúc bi nha. Rồi.
Hoành thân là 7. Rồi. Chiều cao 54, tán ngang 54. Rồi. Và cái copy này em giao với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 220.000 thôi. Rồi. Rồi thì cây mã số 60K cũng là một cây cuối clip của em luôn. Thì em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip á. Và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ em nha. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ha. Cuối clip cũng mong cô chú anh chị cho em xin một like, một đăng ký kênh để khi kênh em quay video mới cô chú anh chị mình thông báo vào xem sớm nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.